Tại trại thực nghiệm của Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, phối hợp tổ chức tiêu hủy 5.280.000 con tôm giống không qua kiểm dịch. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất hàng chục chiếc xe tải vận chuyển tôm giống từ các tỉnh miền Trung vào tỉnh Bạc Liêu tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Thuận, 1 xe mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa đang chở tôm giống chưa qua kiểm dịch. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế của 3 xe tải nói trên và người áp tải hàng không xuất trình được các giấy tờ liên quan số tôm giống. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số tôm giống này. Đây là lần đầu tiên tiêu hủy số lượng tôm giống không qua kiểm dịch nhiều nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bạc Liêu.